Đầu tiên là mình xây tại cái chuồng cũ này đúng không? Vâng. Đấy, tận dụng là cái khung. Bây giờ làm cái này đó. Bây giờ là sẽ xây kiểu như này. Thế thì đây là sẽ là cái chỗ để cho con bò ăn cỏ đúng không? Thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Đấy, rất là đẹp. Hai khối sỏi xanh không? Hai khối sỏi xanh để láng ở dưới này đúng không? Vâng. Nhưng mà láng chưa? Láng rồi, láng liền này láng rồi, láng đi 25 bao xi nữa là hai khối sỏi. Ui dồi, cái nền này láng đi 25 bao xi cơ á? 25 bao rồi, nhưng mà thấy. Đấy là hôm nay thì cháu đã nhận được tiền của bác Mạnh Thường Quân mà đã bảo gửi về để cho chú mua con bò rồi. Đấy thì thông báo cho chú một tin vui nhá. Hôm nay chú khi mà thông báo cái tin như thế thì chú cảm thấy thế nào? Chú cảm thấy rất là vui ạ. Cô Luân Nguyễn ở bên Mỹ là gửi về là 750 đô. 750 đô là đổi về tiền Việt Nam là được 18.306.000. Cháu Quyền xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang có mặt tại nhà của chú Phúc, thợ xây của cháu. Và ngày hôm nay thì cháu lên trên này để thông báo cho gia đình của chú Phúc một tin vui. Ngày hôm trước thì cháu có thông báo với chú Phúc là trong thời gian tới thì sẽ có một bác Mạnh Thường Quân là gửi tiền về để cho chú Phúc là mua một con bò. Nhưng với điều kiện là chú phải xây cái chuồng bò trước. Thì ngày hôm nay thì cháu quay trở lại thì thấy là chú Phúc đã hoàn thiện cái chuồng bò tầm khoảng độ 70% rồi. Và ngày hôm nay thì bên cạnh đó là cháu có một cái thông tin cực kỳ là vui, muốn lên đây để thông báo với gia đình. Ngoài ra thì cháu có nhận được một phần quà, đó là một bài thuốc cứu chữa về cái căn bệnh của mẹ chú Phúc. Và ngày hôm nay thì cháu cũng đã nhận được thuốc của chú. Thì hôm nay là sẽ cầm lên trên này để đưa cho bà uống. Thưa cô bác, là hiện tại thì cháu đang ở cái chuồng trâu của chú Phúc. Và hiện tại thì bốn bố con của chú Phúc là đang xây cái chuồng bò. Đấy, hiện tại thì chú ấy đã xây ở bên này. Bên này thì xây xong rồi các bác. Đấy, chưa làm cửa. Đấy, bên này thì các cháu đang xúc cát cho vào đây. À, bây giờ là các cháu gửi lời chào đến các ông các bà nào. Các em gửi lời chào đến các ông các bà nào. Đấy, bà này tên là gì nhỉ? Tên là Huy ạ. Em tên là Huy. Nói lại xem nào, em tên là gì? Em tên là Huy ạ. Năm nay được bao nhiêu tuổi? Năm nay lên lớp 8. Rồi, gửi lời chào đến các ông các bà nào. Cháu chào các ông các bà. Hôm nay là lên để thông báo cho Huy với cả bố biết một tin vui nhá. Thế bây giờ bố sắp xây xong cái chuồng bò, mình cảm thấy thế nào? Vui ạ. Rất là vui đúng không? Vâng. Đấy, bạn này, rồi tiếp tục công việc đi. Bạn này nào, chào các ông các bà nào. Cháu chào các ông các bà. Rồi, cháu tên là gì? Cháu tên là Nho ạ. Năm nay được bao nhiêu tuổi? Năm nay được 11 tuổi. Thế hôm nay là bố sắp xây xong cái chuồng bò rồi, có vui không? Có ạ. Chuẩn bị tới này là có con bò để chăn ấy, có sợ vất vả không? Không. phải đi cắt cỏ nhiều thì sao? Có làm được không? Có. Đấy, bạn này. Bạn này là anh cả à? Đây là anh cả nhất à? Vâng ạ. Đây. Cháu chào các ông các bà. Cháu tên là gì? Cháu tên là Lý Sơ Hải ạ. Năm nay là được bao nhiêu tuổi? Năm nay là 14 tuổi ạ. Rồi, đây là gia đình của chú Phúc này các bác. Chú Phúc thì có 3 người con. Đấy, một đứa con gái và 2 thằng con trai. Và hiện tại trong gia đình của chú là có 7 người. Đấy, chú thì ngoài chú ra thì còn có một chị gái thì bị đầu óc là không được bình thường. Đấy, là bình thường là hôm ngày bình thường ấy chỉ có đi lấy củi với cả đi cắt cỏ thôi, chứ không biết là đi làm cái công việc gì cả. Ngoài ra thì chú có vợ ở nhà và có bà thì đang bị bệnh tim. Đấy, là không đi ra ngoài được. Vừa nãy cháu có bảo với chú là liệu có cho bà xuống đây đi một vòng xem là bà có đi được không, thì chú bảo là không xuống đây được. Cháu chào chú Phúc nhá. Vâng. Chú gửi lời chào đến cháu. Chào các ông các bà, các cô, các chú, các anh chị ạ.
Đợt trước là em cháu không lên đấy. Thì là ai là người gửi tiền đến cho mình xây cái chuồng bò này chú? Là một cô Lưu A Mùi với lại một cô bò. Em lại không nhớ rồi. Có phải bà bà Nguyễn Cẩm Vân đấy. À, à ôi ơi. Bà cho mình nhiều thế lại không nhớ rồi nhỉ. Đúng rồi. Thế mấy hôm nay cô uống rượu không? Không ạ. Không à? À. Tưởng uống rượu thì lại quên. Thế chú giới thiệu cái chuồng bò cho các ông các bà biết một chút đi. Đấy, chú ra đây đi, để xây như thế nào, làm như thế nào thì chú giới thiệu cho các ông các bà biết một chút nào. Đấy, hôm nay thì lên đây thì thấy chú cũng sắp hoàn thiện rồi. Thì cũng thông báo với chú một tin vui luôn. Đấy. Đầu tiên là mình xây tại cái chuồng cũ này đúng không? Vâng. Đấy, tận dụng là cái khung này là khung nhà ngày xưa là có con trâu ấy đúng không? Xong là xây lại, ngày xưa là không xây. Đấy, cứ để thoải như này thôi. Đấy, chú đi ra kia xem. Vâng. Tính xây một lối ở dưới mà không có lối vào. Xây một lối chỗ nào? Lối ở dưới, không hai bên hai phòng ấy, hai buồng ấy. À, à. Nhưng mà không làm được, hẹp quá. À. Mới lại vướng cái cuộn nữa. À. Xong thì không nghiên cứu nào được để làm, mới buộc phải làm thế này thôi. Bây giờ là sẽ xây kiểu như này. Thế thì đây là sẽ là cái chỗ để cho con bò ăn cỏ đúng không? Vâng. À, đây là chỗ để cho con bò là ăn cỏ đây này các bác. Cái này có ngăn ra để cho một chỗ để có nước uống không? Để không, nước riêng không? Không ăn. Nước thì chắc là mình cho sô bò uống được. À. Không, nước đây, nước nó bẩn nên bẩn không uống. À. Nước mới thì cho mới uống. À. Đấy là chú ấy là sẽ ngăn không ngăn cái này. Chỗ này là sẽ để cỏ để cho con bò ăn cỏ ở đây các bác. Đấy, sau đó là ở bên trong này thì sẽ là cái coi như là cái nhà của con bò đi. Đấy, cái chuồng bò đây thì chú ấy xây là cái này xây cao 1 mét à chú? Vâng. Cao 1 mét, sau đó là bắt đầu là xây để ô thoáng như này này các bác. Đấy, để các cái khe ô thoáng như này để thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Đấy, rất là đẹp. Và ở bên kia thì chú ấy xây là để hai cái ô này để cho cái nước thải phân là sẽ để đi theo hướng này này các bác. Sao chú lại để hai cây sắt ở dưới này? Sắt móng này. Sắt móng à? Vâng, chú để sắt móng quanh căn nhà. Chạy sắt móng quanh cái khu vực này luôn à? Để hai cây sắt 10. À. Vâng. Thì theo như cháu bây giờ thấy thì là cái phần này thì chú xây như này thì cũng được rồi, nhưng mà phải chát vào chú nhá. Vâng, đến lúc nào có xi vào, có tiền đi mua xi thì chát thôi. Bây giờ là thiếu cái gì? Thiếu xi. Thiếu xi á? Vâng. Thiếu tầm bao nhiêu bao? Nếu mà chú định tính còn dày dưới một lớp nữa. Dày cái nền này một lớp nữa à? Vâng. À. Tầm 10 bao nhé. Đấy, ngày trước là cô mà bảo là gửi tiền về để cho chú mua con bò ấy là có bảo với cháu là chú phải lấy cái sỏi xanh về để láng cái nền ở dưới này. Vâng. Thì chú đã làm cái điều đó chưa? Có rồi, lấy hai khối sỏi xanh rồi. Hai khối sỏi xanh để láng ở dưới này đúng không? Vâng. Nhưng mà láng chưa? Láng rồi, láng nền này láng rồi, láng đi 25 bao xi nữa là hai khối sỏi. Ui rồi, cái nền này láng đi 25 bao xi cơ. 25 bao rồi, nhưng mà thấy hơi chưa dốc mấy. À chú đúng rồi. Làm một lớp nữa. Cái này chú phải cho dốc sang bên kia để thoải, ví dụ như chứ không thì làm dốc rồi mà hết cắt. À. Cắt ít bé quá, xong lấy một xe nữa. Xe về thì đấy. Con bò nó đái thì để nó nước nó sang kia ấy. Vâng. Nhưng mà sao chú lại ngăn thành hai buồng như này? Để hai buồng để khi nào có con bò nó để ra thì cho mỗi con một buồng. À. xây thành hai buồng như nhau đúng không? Kích thước là như nhau luôn à? Đấy. À buồng này to hơn này các bác. Đấy, chú Phúc chú ấy xây theo kiểu là làm hai buồng. Là kích thước thì bên này to hơn bên này. Đấy, bên này bé hơn này. Đấy, thì chú ấy xây bảo là xây như này để sau này con bò đẻ thì sẽ nhốt con nó riêng ra. Đấy, con mẹ thì sẽ cho ở bên này hoặc bên này. À nhìn cái chuồng thì tương đối là khá là rộng. Nhưng mà cửa thì sau này chú sẽ lấy cái gì làm cửa? Tính lúc nào có tiền đi mua cái sắt hộp kia về làm cửa. Thế tiền ngày trước là
là các bác cho là hết à, không đủ à? Bác cho nhận được 10 triệu xong là chú đi mua vật liệu mỗi đi 10 triệu 700. Mua đi 10 triệu 700. Còn một xe cắt ở đây chưa gửi tiền. Ôi sao mua cái gì mà nhiều thế? Cũng nhịn đắt mà. Cái gạch này đi 1.000 là đi 3 triệu. Với lại xi măng 40 bao là đi 3 triệu 6. À, thế là thành một xe 6 triệu. Ừ, một xe cắt kia 2 triệu, triệu nữa là đi 8 triệu. 8 triệu 6. À, còn cái gì đó, còn 2 khối sỏi 1 triệu 6 nữa. 2 khối sỏi 1 triệu 6, thế thành 9 triệu 6 là 10 triệu 2 rồi. Triệu 2 còn 4 cây phi 10 nữa. Ồ. Là đi 500. À. Đúng rồi, 10 cân sắt nữa. 10 cân sắt nữa. Vâng, cân sắt 6 ấy. Thế là đi hơn 10 triệu rồi. Vâng, 10 triệu 700, còn hiện tại còn một xe cắt chưa gửi tiền. À. Thì lúc nào đi làm xong có tiền đi trả. Bảo trì kia, nhiều tiền đấy nhỉ? Nhìn thế này thôi mà nhiều tiền đấy các bác ạ. Đấy, chỗ này chú Phúc chú ấy mua là gạch là đi 3 triệu 6 à? 3 triệu tròn. Gạch là 3 triệu tròn này. Xi măng là hết 3 triệu 6 đúng không? 90.000 một bao. Thế là còn mua sỏi là 1 triệu 6 nữa à? Sỏi là 1 khối 800. 1 khối là 800. Vâng. Đấy, vật liệu ở trên vùng cao chúng cháu ấy là rất là đắt luôn các bác. Đấy, lên trên này người ta lấy giá cao lắm. Mấy cả đồ vật liệu các thứ khi mà mình chuyển lên trên này. Đấy, như là gạch này. Nhìn thế này thôi nhưng mà đã đi hơn 10 triệu rồi. Đấy, còn một xe cát còn chưa giả tiền này. Xe cát này trước vào chị Hương kia nó bảo là lấy cắt xay về nhưng mà cắt sâu bồ. Nhưng mà anh chú chưa đi trả tiền, hôm nào đi trả tiền thì chắc là cho bớt. À, cắt này là cắt sâu bồ mà, toàn đá này, sỏi này. Đi bảo cho cái cắt xay mà đến đây là không xay được. Không, phải đi mua sàng về mới xay được. Hôm nào phải đi bảo mới được. Đấy, đây cho các con đứng ở đây đi. Đứng gần chú đi. Đâu rồi? Các con của chú đâu hết rồi? Hái. Hái ơi. Đây, đứng ở đây. Để thông báo cho đại gia đình một tin vui nhá. Thế mẹ đâu rồi? Đi vợ của chú ấy. Nhà vợ của chú là đi hộ nhà anh chị ở bên dưới này dỡ nhà đúng không? Để chuẩn bị xây nhà. Đấy các bác, đây là gia đình của chú Phúc. Đấy, 4-3 người con và chú ấy. Là chú là gia đình lao động chính ở trong gia đình. Thì hôm nay thì chú xây cái chuồng như thế này thì vẫn chưa xong các bác ạ. Vẫn còn thiếu xi măng về để tới này là sẽ chắt. Và thiếu sắt để làm cửa nữa. Thì chú sẽ làm, sau đó là cháu sẽ mua bò vào sau. Đấy, hôm nay thì lên trên này thì thông báo luôn cho chú với cả các cháu một tin vui nhá. Đấy là hôm nay thì cháu đã nhận được tiền của bác Mạnh Thường Quân. Mà đã bảo gửi về để cho chú mua con bò rồi. Đấy, thì thông báo cho chú một tin vui nhá. Hôm nay chú khi mà thông báo cái tin như thế thì chú cảm thấy thế nào? Chú cảm thấy rất là vui ạ. Đấy, ngày trước là cháu không dám nói trước và không dám hứa là sẽ được tiền để mua bò đâu. Nhưng mà hôm nay thì lên trên này là cháu sẽ khẳng định một câu là mình đã nhận được tiền để mua con bò rồi nhá. Đấy, coi như là mình có một con bò. Đấy, thì tí nữa thì cháu sẽ trao đổi với chú là xem là chú thích nuôi trâu hay là thích nuôi bò. Đấy, thì ngày trước chú có bảo là ở đây thì nhà chú ấy là nuôi bò là không hợp lắm các bác ạ. Nên là chú ấy có khi là muốn chú ấy đi mượn thêm tiền để cộng vào xong mua một con trâu để nuôi. Đấy, thì cái đấy là cháu cũng hỏi ý kiến của cô rồi nhá. Vâng. Bây giờ thì sẽ thông báo cho gia đình, cho các cháu biết một cái tin vui là như này nhá. Cô Luân Nguyễn ở bên Mỹ là gửi về là 750 đô. 750 đô là đổi về tiền Việt Nam là được 18.306.000. Trong đó thì 100 đô là cô có nhờ kênh của cháu là giữ hộ. Còn 650 đô là sẽ gửi tặng đến cho gia đình của chú. Trong 650 đô này thì mua những cái gì, sử dụng như thế nào thì bây giờ cháu sẽ đọc cho chú nghe nhá. Và cho các cháu nghe nhá. Đầu tiên trong 650 đô này, đầu tiên thì mình sẽ mua một cái dây và mua con ngan về để cho chú nuôi. Mua cái dây để dẫn nước vào đây để rửa cái chuồng trâu này này. Đấy, mua cái dây sẽ nối từ cái bể của nhà chú vào đây tầm khoảng độ 100 mét không nhỉ? Chắc không đến.
tầm 60, tí chú đo xem tầm bao nhiêu mét nhá. Vâng, vâng. Cái dây đấy thì mình sẽ mua cái loại dây mà nó có đầu vòi xịt mạnh mạnh ấy. Họ quảng vâng. cáo ở trên mạng ấy. Chú biết cái loại đấy chưa? Vâng, vâng. Biết rồi. Nó có như kiểu là nó có cái vòi xịt mạnh mạnh ấy. Vâng, vâng. Đấy, cháu sẽ đặt cái đấy về nhá. Vâng. Đấy. 50 đô là mình sẽ mua dây để xịt cái chuồng bò cộng với con ngan. 50 đô thì đổi ra tiền Việt Nam là được 1.224.000 nhá. Là mình sẽ mua dây này, mua con ngan về để chú làm giống này. Đấy. Và 100 đô là sẽ mua máy thái cỏ, tức nghĩa là thái cỏ, thái chuối, thái cây chuối. 100 đô này thì sẽ đổi ra tiền Việt là được 2.440.000 thì mình sẽ mua cái máy thái cỏ với cả là cháu vừa nói là thái cỏ thái chuối đấy. Nhá. Còn 500 đô là sẽ mua con bò. 500 đô là đổi ra tiền Việt Nam là được 12.200. Trong đó thì cô có trích ra cho anh em cháu làm cái kinh phí đổ xăng là 200.000 thì là còn 12 triệu tròn. Là sẽ để cho chú là mua con bò nhá. Còn lại 100 đô còn lại thì nhờ vợ chồng cháu là giữ hộ cho cô. Đấy, để cô sẽ cho hoàn cảnh khác. Đấy, vừa rồi là 650 đô thì cháu cũng thông báo với chú rồi. Đấy, thì là chú đã biết là trong số tiền đấy là mình mua những gì rồi đúng không? Đấy, thì trước khi chưa đi mua thì là cũng sẽ yêu cầu với chú với cả gia đình là như này. Đấy, là mua, cô là có trao đổi với cháu là mua, khi mà mình mua con bò về để nuôi ấy thì con bò này sẽ không được giết mổ. Đấy, chỉ nuôi để lấy làm giống thôi. Đấy, không được giết mổ, không được bán. Không được coi, không được làm thịt nó. Đấy. Ví dụ nhá, thì là chú mà sử dụng mà muốn bán thì sau này chú bảo lại với cô sẽ mua lại để cô tặng cho hoàn cảnh khác. Nhá, không được giết mổ. Không có thì không bao giờ bán. Thì là mình mua về không để được thì mình, nếu mình lấy đuổi cũng được chứ nhỉ. Đuổi thì được. Có lúc là mua về có con nó không để được đâu mà. Mua về có con nó không để được nên là mình ý là muốn đuổi đúng không? Vâng. Đấy. Thì sở không biết để thôi. Với cả mua con trâu thì mua con nó vừa nó không được già. Đấy. Và mua giống ngan nữa. Đấy, ngan thì cô cũng bảo là mua cho chú về làm giống. Đấy, để nuôi. Sau này làm giống để phát triển thì lấy con nó bán. Vâng. Để phát triển kinh tế thôi. Chứ vâng. bảo là không được cho chú mổ sát sinh các thứ. Vâng. Tại vì cô, ý của cô là như vậy. Đấy, xem mà hỏi xem là chú có làm được không? Có làm được. Đấy, không được giết mổ con bò nhá. Vâng, vâng. Đấy, con ngan nữa nhá. Vâng. Thì về đây ấy, thì là mình nuôi, chú nuôi con bò này thì phải chăm sóc tốt nó. Không được làm cái chuồng trại bẩn. Đấy, vệ sinh sạch sẽ này. Để cho con bò nó ở nó không khổ ấy. Chứ không là mua con bò về lại để nó ở đây nó lạnh xong nó bẩn. Thì thành ra là cô lại không muốn làm những cái điều như thế. Vâng. Đấy. Bây giờ thì vừa nhà cũng luôn luôn chăm sóc mà. Con gì cũng thế. Nhưng mà hiện tại nhà không có gì. Chả... Thế ngày trước chú có bảo với cháu là bây giờ nuôi con bò thì là không hợp lắm đúng không? Vâng, trước thì nuôi không hợp mà trước nhà nước cho một con không... mua 11 triệu xong về đến năm sau cũng thế, không lớn được. Đấy, bây giờ là số tiền mua con bò là 12 triệu. Vâng. Đấy, thì theo như chú tính thì chú tính như nào? 12 triệu. Đấy, 12 triệu. 12 triệu chứ không biết mua được con bò không nhỉ? Bò thì... Nếu mà con bò bé thì chắc là được rồi. Cho bò bé thì... Ừ. Mà giờ không biết có bò không? Bò bây giờ hiếm lắm. Đấy, thì trước chú có bảo với cháu là... Nếu không được ấy là chú muốn đi mượn thêm tiền vào để bù vào đấy để mua con trâu đúng không? Vâng. Muốn nuôi trâu đúng không? Phải vừa xem chắc là mua trâu. Mua trâu à? Vâng. Mua con trâu tầm bao nhiêu tiền? Chắc từ 15, 16 triệu đâu. 15, 16. 16 triệu cũng được con đẹp đẹp rồi. Đấy vâng. Thì cái đấy là tùy chú thôi. Thì cháu cũng hỏi ý kiến của cô rồi. Thì cô cũng đồng ý là... Ví dụ chú muốn mua một con trâu thì chú muốn bù thêm tiền thì là con trâu thì chú bảo là tầm khoảng độ 16 triệu thì bây giờ có 12 triệu thì bù 4 triệu nữa thì chú sẽ mua được con trâu để nuôi. Thì cô cũng đồng ý là cho chú nuôi con trâu nhá. Vâng, thế thì vẫn thích con bò nhưng mà nhà nuôi không hợp, không hợp con bò. Nhưng mà bò vẫn là
bò nó lại ăn ít cỏ hơn, nó lại đẻ nhanh hơn đúng không? Dễ phát triển hơn. Đúng rồi. Nhưng mà nhà lại không hợp nên là chú ấy là sẽ đổi là nuôi con trâu con nhá. Nên là cháu cũng hỏi ý kiến của cô rồi thì cô cũng đồng ý, thì cái vấn đề đấy thì chú có thể là mua con trâu về để chú nuôi nhá. Đấy, bây giờ thì chú gửi lời cảm ơn đến cô Luân Nguyễn ở bên Mỹ. Dạ, cháu cảm ơn cô Luân Nguyễn đã tặng phần quà cho con. Bây giờ con đã có một con trâu để phát triển gia đình cô ạ. Cô con cảm ơn cô rất là nhiều. Con chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình cô ạ. Đấy thì cái vấn đề mua con trâu thì bây giờ là mình cũng phải tìm hiểu và nghiên cứu. Thì chú xem ở trong thôn, ở trong xã hay là ở đâu có con trâu nào người ta giống nó phát triển tốt ấy, mà nuôi được ấy, nó đẻ thì chú có thể rủ cháu đi xem. Hoặc là đến ngày chợ phiên thì mình sẽ đi xuống chợ gia súc để xem. Đấy. Hoặc là chú biết là ở đâu thì mình sẽ đi xem nhá. Thì mình sẽ cầm tiền đi để mà mua. Đấy, hôm nào mua thì chú cháu mình sẽ đi xem và chọn con giống tốt để về để phát triển kinh tế. Đấy, hôm nay thì cháu lên đây để thông báo cho gia đình biết trước. Thì khi mà tặng con vật nuôi để đến cho gia đình thì cũng chỉ hy vọng là chú cùng với cả các cháu ở trong gia đình là cố gắng để chăm sóc tốt cho nó để phát triển kinh tế cho bản thân chú thôi và gia đình thôi nhá. Đấy, bây giờ là bạn này là gửi lời cảm ơn đến bác Lâm Nguyễn à. Cháu cảm ơn bác Luân Nguyễn đã gửi quà cho gia đình chúng cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình ạ. Rồi. Đấy, bạn này biết nói giỏi phết nhỉ. Đấy, bạn này biết nói chưa? Đấy, cảm ơn bác Luân Nguyễn. Cháu cảm ơn bác Luân Nguyễn đã gửi phần quà cho gia đình cháu ạ. Cháu chúc gia đình cô và hạnh phúc và mình khỏe ạ. Rồi, đấy biết nói giỏi hơn bố ấy nhỉ. Mình đi học mình phải giỏi hơn bố chứ nhỉ. Rồi, đến anh cả nào. Cháu cảm ơn bác Lương Nguyễn đã gửi qua cho gia đình chúng cháu. Cháu cảm ơn cô và gia đình. Cảm ơn bác. Cháu cảm ơn bác và chúc bác luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc gia đình ạ. Rồi. Anh cả là mấy đứa bố mua con trâu về là phải chăm sóc tốt nhá. Đúng ạ. Đấy, mấy đứa còn mua con ngan về để mình nuôi nữa. Đấy, cô có bảo là ở nhà chú có cái ao không? Nếu mà có thì cô sẽ mua cá giống cho chú. Ao thì đây hẹp quá. Chắc là không có đâu nhỉ, ao ấy. Hôm nay thì cháu cũng thay mặt cho gia đình của chú Phúc xin gửi lời cảm ơn đến cô Luân Nguyễn ở bên Mỹ rất là nhiều. Hôm nay thì cháu cũng nhận được quà của cô rồi, thì đến thông báo cho gia đình, thì coi như là đến đây để xem cái chuồng của chú luôn. Cháu xin chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an, và cảm ơn cô đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với vợ chồng cháu. Xin chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an cô nhá. Đấy, còn hôm nay thì tiếp tục thông báo cho chú một tin vui nữa là có một chú là có gửi thuốc đến cho bà nhá. Đấy, bây giờ thì chú cháu mình sẽ lên nhà để trao cái phần thuốc đấy cho bà nhá. Xong là còn ít bữa này tí nữa làm sau được không? Tí làm sau được. Đi, các cháu lên nhà đi, các em. Đi. Lấy hộ cháu cái ba lô. À đấy, có gói thuốc. Lấy hộ cháu cái ba lô với cái đèn pin ấy, lên nhà, tí sợ tối. Ở đây là cái ngôi nhà sàn của chú Phúc này các bác. Nhà thì ở bên đằng kia thì dưới gầm sàn ấy cũng bị sạt vào nhà. Đấy, nhà sàn rất là đơn sơ. Hy vọng là trong thời gian tới thì chú sẽ có duyên với cô bác, quý anh chị Mạnh Thường Quân. Hy vọng là sẽ có một cái ngôi nhà xây mọc ở cái khu vực này. Đấy, thì lúc đấy là quá là tuyệt vời rồi các bác ạ. Chú Phúc thì cũng năm nay thì cũng xây được cái nhà từ thiện cũng tầm khoảng độ 7 cái, 8 cái rồi các bác. Từ đầu đến bây giờ rồi. Chú là đồng hành cùng với vợ chồng cháu và anh em chúng cháu khi đi thực hiện những chương trình như thế này. Chú làm cũng rất là có trách nhiệm và tay nghề của chú là cũng làm được nữa. Cô bác anh chị thân mến, hiện tại trước mặt của cháu đây là hai sản phẩm, đó là mật ong hoa bạc hà nguyên chất 100%
Đây là cái phấn của cái mật ong hoa bạc hà này các bác. Và đây cũng là mật ong nguyên chất 100%. Đây là mật ong khoái màu đỏ đậm hơn. Mỗi chai này là 1 lít các bác nhé. Và bên này đó là trà rào của Lam. Công dụng của trà rào của Lam loại 5 lá các bác nhé, là hỗ trợ về bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và ngăn ngừa ung thư. Uống rất là tốt, các bác uống thay nước lọc hàng ngày cho cháu. Và bên này đó là cái gói thuốc đau nhức xương khớp. Cái này là hỗ trợ về bệnh đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm, bệnh gút. Và hôm nay thì đây có bà thì ở ngay trên này thì bà bảo là bị đau xương khớp thì xuống nhà cháu lấy thuốc. Đấy, bà thì hơi bị nặng tai một chút các bác nhá. Thì Nai ơi, thôi này này ông bị bắt chín nó. Bà đâu chín cắm éo về nó. Lấy ông bị bắt năm chín là chín chín nó. Chín là cái gì đấy lấy tao mà ấu thố thèm lấy. Đấy. Này ông bị bắt năm chín. Đấy, bà bảo là bà bị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy là toàn người là đau, vừa đi nằm viện về các bác ạ. Thì xuống có nhà của cháu xây nào rất ít rồi ạ. Thôi nó bà chủ xây xây đúc đúc thì xây tao lắng này ra thấy này là bà chủ xây này á. Xây bên xây ba rồi từ tao từ trước lắng này tôi mới xây ảnh này chọc thuật tình bộ bên mau hôm nay bị chín đây đấy à? Nay bị chín đây à? Bà bảo là bị đau ở đằng sau này, đau vừa đi nằm viện về thì cháu cho tặng cho bà gói thuốc. Nay lá nó hơi lá bó chiên nó. Lan báo chiên à? Báo. Đấy, tặng cho bà lớn tuổi rồi các bác. Năm nay bà cũng gần 80 tuổi rồi thì bà không có tiền. Thì tôi cháu tặng cho bà một gói thuốc. Bà thì ở ngay trên này thì cũng xem video của cháu thì cũng biết cháu ấy. Đây, đây là báo chiên à? Báo chiên à? Báo chiên à? Đấy. Báo. Cháu ấy không lấy tiền đâu các bác nhé. Thì rất là mong cô bác anh chị có xem video mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm như là thuốc đau xương khớp này, mật ong nguyên chất này và lá rào của Lam để ổn định huyết áp thì các bác liên hệ với cháu qua số điện thoại cháu ghi ở trên màn hình các bác nhé. Đây báo đỏ lắp đây. Lắp màu mít chiên à? Cháu ơi, bảo bà cháu không lấy tiền đâu. Xin mời các bác tiếp tục đồng hành theo dõi video các bác nhé. À không đi được một tí nào à chú Phúc? Thế là bà cứ đi đâu là cứ dê dê như này thôi đúng không? Ôi dồi, ngày xưa là bà còn đi lại còn rất là khỏe các bác ạ. Nhưng mà bây giờ đấy, bà là không đi được là dê dê. Được rồi bà không đi được thì thôi bà cứ ngồi đấy đi. Đấy bà cứ ngồi đấy đi. Đấy. Hải với cái gì nhỉ? Hải Huy ngồi đây. Đấy chú cho cháu mượn cái điện thoại của chú để gọi cho số của chú này với. Đấy. Hôm nay thì cháu có nhận được phần quà. Đấy, đây là một bài thuốc của một chú là gửi đến cho cháu để mang lên cho chú Phúc này các bác. Đấy, chú mở xem ở bên trong này là có những cái gì chú. Hết chưa? Hết rồi. Thế là chú cầm lên xem nào, cho con các bà xem nào. Cái thuốc cái thuốc ở trong. À. Có gì nhỉ? Ở đây là một cái cục cao với một cái bột trắng. Đúng không? Lấy pha vào nhau rồi. Không, bây giờ là chú lấy cái điện thoại của chú, nhập cái số điện thoại ghi ở bên ngoài đấy. Đấy đấy đấy, đúng không? Để cháu gọi xong là cháu nói chuyện với chú kia. Xong là chú sẽ dạy mình cách sử dụng để thuốc cho bà. Thế là ngày trước cháu lấy cái thuốc của nhà nước kia về cho bà uống ấy, thì tình trạng của bà có đỡ hơn tí nào? Trước cho cháu đặt á. Ờ? Đặt về thì bây giờ mặt với lại tay là xuống rồi. Còn mới cái chân. À. Cái chân của bà là sưng to lắm các bác ạ. Đấy, tay thì xuống rồi nhưng mà chân của bà phù. Phù lên. Đây, để cháu nhập số điện thoại. Đấy, nhập số điện thoại để gọi cho chú mà gửi thuốc lên ấy. Đấy, để xem là. Sim mấy chú? Sim 1 à? Sim 2.
Có tiền không đấy? Có. Hãy gọi cho chú để cho chú sẽ dạy cái mình cách mình uống thuốc nhé. Biết là chú có nghe máy giờ này. À. Hello. Vâng ạ, cháu chào chú ạ. Cháu là Quyền đây ạ. Lên chỗ nhà Phúc chưa? Vâng, cháu đang lên rồi chú ạ. Cháu đang lên thì cháu đang quay phim ấy, thì cháu muốn gọi cho chú để hỏi chú cái cách sử dụng thuốc này như nào ấy chú. Ê chú ạ. Đây chú nói chuyện với chú Phúc luôn nhá. Đây chú Phúc. Vâng. Cháu chào chú ạ. Phúc à. Vâng ạ. Dạ. Cái thuốc thì nó rất là nhạy. Bây giờ là bảo Quyền bỏ thuốc ra nhé. Dạ vâng. Bỏ thuốc ra xong có bỏ ra chưa? Bỏ ra rồi ạ. Bỏ ra này. Có một gói thuốc trắng và một gói thuốc đen. Vâng vâng. Có hai loại. Vâng ạ. Thế bây giờ cho bà dùng luôn nhé. Dạ vâng ạ. Trên bây giờ có nắng hay là nó ra có rét rét không lạnh không? Bây giờ không là loại nắng. Nắng này nó ấm bình thường cái gì? Vâng. Thì bây giờ cái gói thuốc trắng đấy là cháu bỏ ra là cháu chia thành 8 phần bằng nhau nhé. Vâng. Nhớ thứ đoạn này chia làm 8 phần bằng nhau này. Gói lại nhé. Vâng. Chú Phúc nhớ chưa? Gói lại xong bắt đầu là lấy luôn một gói nhỏ đấy trong 8 gói, lấy luôn một gói một phần đấy là hòa nước, hòa vào khoảng độ 3 4 muỗng nhỏ nước nhé, nước sôi nguội nhé. Dạ. Đấy, thế cho bà lấy cái ống nào như kiểu cái ống rạ này cho bà mút luôn. Bà có ngồi được không? Bà ngồi được ạ. Bà ngồi được thì cho bà uống luôn nhé. Vâng. Uống luôn này sau khoảng 1 tiếng ngấm thuốc thì hòa cho bà một cốc nước chanh hoặc quất cho bà đường cho bà uống nhé. Vâng. Hòa bình thường như nước ngọt ấy. Vâng. Có thế thôi nhé. Vâng. Thế cái gói đen cho bà cái... dùng 2 lần. Vâng, thế cái gói đen kia là làm thế nào ạ? Gói thuốc đen nhé, gói thuốc đen thì mỗi một ngày là cho bà dùng một lần. Vâng ạ. Một lần là cắt ra nhỏ ra như cái ngón tay ấy. Vâng. Cho vào cái bát con là gạn khi mà nấu cơm gạn nước cơm ra là khoảng một chén, cho vào cái bát con là cho một chén nước cơm vào cái thuốc đen đấy và cho khoảng 1-2 giọt mật ong vào, mật ong tốt đấy nhé. Vâng ạ. Xong ớt cơm, xong bỏ ra khi ăn cơm bỏ ra là cho bà ăn cơm, ăn cái đấy xong bắt đầu là bán cơm sau nhá. Vâng ạ. Thuốc này rất là tốt đấy, nhảy lắm, ông ở dưới này đã dùng cái loại này rồi. Dạ. Cháu ơi. Cứ vậy mà dùng thôi nhá. Vâng, cháu cảm ơn. Nếu có máy thì bác là ghi số máy của bảo viện, nó ghi số máy vào của ông vào xong là cần thiết khỏi thì là điền lại cho ông nhá. Vâng vâng ạ. Thế còn kiêng cho bà là phải kiêng tanh này, cháu uống này, kiêng tanh này. Rượu bia không được uống này. Vâng. Đấy. Thế rồi là còn ăn uống thì bình thường nhá. Vâng. Thì trong thịt lợn bình thường, nhưng mà cá mè nói chung là cái độc nhất là cá mè và thịt chó là không được ăn. Dạ. Vâng. Và mình là bị hen phế quản đấy cháu. Vâng. Rồi hen phế quản nặng đấy. Nên bây giờ cho bà dùng thuốc luôn thì có thể là còn nếu khi bà lên cơn ấy mệt ấy là dùng 2 gói chập lặng cho bà dùng luôn sau 15 phút là nó hạ ngay. Dạ. Vâng. Nhớ chưa? Vâng vâng. Thế thôi nhá. Còn thuốc thì ông gửi cho ông cứu bà. Còn nếu uống bà đạt tiêu chuẩn cao thì gửi về ông lấy thuốc cho. Vâng ạ. Đã ông gửi lên nhá. Còn lần này thì ông biếu thôi nhá. Dạ dạ. Con cảm ơn bác rất là nhiều. Vâng, thế cháu cảm ơn ông nhá. Thế nhá, có vâng gì thông tin nhá. Vâng ạ, à, vâng, cháu cảm ơn ông. Rất là nhạy đấy Quyền ạ. À, vâng ạ, à, vâng. Bây giờ thế... cho bà bảo Phúc rồi, cho bà dùng luôn bây giờ sau 15-20 phút là bà khác ngay, thấy hiệu lực ngay. À, là khi mà mình dùng cái là nó khác, thay đổi luôn hả chú? Thay đổi sau 15-20 phút là bà có thể dễ chịu luôn. Và tối là hấp cơm, bảo Phúc là hấp cơm luôn, là cái miếng thuốc đen cho bà còn cắt cái đâu dùng đấy còn là phải bỏ vào tủ lạnh, con nó chảy đấy nhá, cái thuốc đen nhá. Vâng ạ, à, vâng ạ. Nó chảy ra đấy. Vâng ạ, à, vâng ạ, à, vâng ạ. À. Bảo Phúc đợi có nào điện này về đây nhá. Vâng ạ, à, vâng, thế con cảm ơn nhá. Okay. Vâng ạ, à, vâng ạ. À. Ok đi. Vâng ạ. À. Con cảm ơn ạ. Dạ. Đấy thì vừa rồi là ông dặn cái gì là chú nhớ chưa? Con nhớ rồi. Thế thì chú nói lại một lần nữa xem nào. Cái đây để chia thành 8 gói bằng nhau. À. Gói lại. À. Sử dụng như thế nào? Để pha nước uống.
Tầm khoảng bao nhiêu thìa nước? 3-4 thìa. 3-4 thìa nước cho vào cái cốc. Vâng. Hòa vào. Vâng. Xong là như nào nữa? Uống cái đấy xong thì mình cho uống cái gì? Vào đây cho ăn không ăn cơm thôi. Cho uống một cốc nước chanh. Nước chanh pha ít có mật ong thì cho 1-2 thìa mật ong. Và cho không có mật ong thì ví dụ cho đường vào. Vâng. Nhá. Thì giờ không có mật ong thì đảm. Có đường không? Đường có. Đấy, cho đường cũng được. Cho vắt ít chanh vào. Cho bà uống. Đấy, sau đó là chú ông bảo là uống cái này là uống tầm khoảng độ 15 phút là coi như là người dễ chịu luôn. Đấy, thuốc này nó cực kỳ là mạnh và tốt. Là pha cho bạn uống luôn. Ừ, đấy. Một cái gói bột trắng này, một cái gói thuốc gọi là cao, đây là cao. Đấy, cái cao này thì cắt thành đầu ngón tay, sau đó là chú vo gạo ấy, đun nước gạo nó sôi lên thì lúc nước gạo sôi ấy để cho vào cái bát, cắt nhỏ cho vào cái bát xong là đổ cái nước gạo kia vào cho bà uống. Uống trước khi ăn cơm. Uống cái này thì phải kiêng là cái cá nó tanh, cá thì tanh thì chắc không ăn được rồi. Đấy, thịt trâu, thịt chó, da gà, da vịt rồi là dâu muống. Cái thứ đấy thì khả năng là sẽ không được uống đâu. Không được ăn đâu. Cắt ra phải cho thật lạnh nhỉ. Ừ, cái này là nó cao nóng, trời nóng thì nó sẽ tan, nó chảy. Nhá. Còn tí nữa cháu sẽ cho chú cái số điện thoại của ông. Cái lúc nào mà mình không nhớ, mình quên, không biết dùng ấy thì chú gọi cho hỏi ông. Đấy. Còn muốn bà khỏi nhanh như ông vừa nói ấy, là chỉ cần cho bà uống tầm khoảng độ 15 phút là sẽ có sự thay đổi ngay. Đấy, tí nữa chú sẽ thử thuốc xem là như thế nào. Thì có gì thì chú thông tin với cháu. Đấy, để cập nhật lên trên kênh cho cô bác, ông bà là cũng biết. Tại vì cái này là cái bài thuốc có thể là nếu như ông nói thì là một bài thuốc có thể nói là rất là tốt và cực kỳ là hiệu quả rất là nhanh. Thì cái căn bệnh của bà thì không chỉ là ở đây là không chỉ có mỗi bà bị mà rất là nhiều người bị như bà. Đấy, có thể là nếu như bà khỏi ấy, thì các cô các bác đang xem video đấy, có cô bác là sẽ lấy thuốc đi cho người nhà của mình uống nhá. Nên là chú có như thế nào thì chú thông tin lại với cháu. Cháu sẽ cập nhật lên trên kênh để cho cô bác ông bà cũng biết. Đấy, trong cái quá trình sử dụng thuốc thì chú làm sao sử dụng đúng, đủ. Đấy, và phải kiêng. Còn cái này nó là thuốc nam thì mình không kiêng không được đâu. Đấy, phải dùng đúng đủ liều của nó thì mới khỏi được. Nhá. Đấy. Ờ, nãy ơi. Mà này lá nó giáo này chín là lấy ảo pha chín đi. Ờ, ngâu à. Đi đâu đấy là hát tổ ó, dán đi panda là hát tổ ảo ó. Ví dụ đi chín tẩy đi panda là hát tổ ảo đấy, ảo rốt liền. Đấy, éo ảo rốt liền tổ lao, éo là nó số điện thoại ảo ha. Ok, éo xám lao ngón đi là chín bà ha. Ừ. Sao đi là chín đấy, 29 thế. Ờ, đúng không chú? Tí chú hỏi ấy. Hỏi cái ông mà gửi thuốc ấy xem là cái thuốc này có uống kết hợp với cả cái thuốc kia được không nhá. Vâng, lúc đấy cũng quên nhỉ. Vâng, đấy quên. Tí có số điện thoại mà. Đấy, chú mở cái thuốc này ra cho cháu. Cái này là cây này chắc khả năng là ở trên rừng mình cũng có rồi. Cái này là bài thuốc mà bên kênh của cháu đang bán. À, cái này thì bao giờ bà uống cái mà hôm nay ông cho ấy, xong thì uống cái này để tăng cường sức khỏe. Cái này đun lên thì nó sẽ đỏ. Đấy. À, thưa cô bác anh chị là đây là cây cỏ máu hay còn gọi là cây máu người đấy. Cái này là nó là thân cây cứng, nó là dây leo ở trên rừng già. Đấy, được bà con là đi khai thác ở trên rừng già về chặt, thái và phơi mỏng thành miếng như thế này. Đấy, cách sử dụng là sẽ xác nước, đun nước để uống thay nước lọc hàng ngày. Đấy, cái này là chỉ có ở trên rừng già thôi mới có thôi.
Đấy, cái này là cây cây cỏ máu nhá. Đấy, cây cỏ máu thì nó công dụng là rất là tốt này. Cái công dụng của nó là bổ máu, dưỡng huyết. Đấy, ai mà bị thiếu máu uống cái này rất là tốt, nó bổ máu nhá. Và tăng cường tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ tốt và tăng cân. Đấy, cái công dụng của cái cây này là ai mà bị mất ngủ này, hay là gầy gò này, ăn uống kém này. Đấy, thì sẽ uống cái cây này là nó sẽ giúp mình ăn ngon, ngủ ngon và tăng cân. Đấy, và tăng cường đào thải độc tố trong cơ thể ra. Đấy, mắt gan giải độc, hạ men gan. Đặc biệt là những ai mà hay uống rượu sẽ thải những cái độc tố ở trong cái gan khi mà phải tiếp xúc với bia rượu ra. Giúp da vẻ hồng hào, điều hòa kinh nguyệt. Không khi mà ví dụ như các chị em phụ nữ mà kinh nguyệt mà không đều ấy, thì mình cái này nó sẽ điều hòa cái kinh nguyệt rất là tốt. Cái này là bên kênh của cháu đang bán các bác nhé. Đấy, vừa rồi thì cháu mang lên đây để cho bà sử dụng. Sau khi mà ví dụ như kể cả chú cũng dùng được nhé. Vâng. Các cháu ở đây cũng dùng được không sao cả. Cái này nó là cây ở trên rừng thôi mà. Cho vào cái ấm siêu ấy, cho vào đấy để đun thay uống thay nước lọc hàng ngày thôi. Đấy, rất là tốt cây cỏ máu này nhá. Thì chú gửi lời cảm ơn đến vừa rồi là ông tên là gì mình còn không hỏi tên của ông ấy nhỉ, quên mất rồi. Vâng, cháu cảm ơn bác rất là nhiều. Bác đã gửi thuốc về cho mẹ của cháu. Cháu chúc bà sức khỏe luôn bác. Mạnh khỏe. Bác chúc bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc với gia đình bác ạ. Rồi, cái đấy, số điện thoại thì ở đây rồi. Tí nữa chú lưu vào nhá. Vừa nãy chú gọi ấy, lưu vào. Đấy, còn các bác ạ, cái bài thuốc này thì ví dụ như bà mà sử dụng hiệu quả thì cháu sẽ cập nhật cái tình hình sức khỏe của bà lên trên kênh. Cô bác anh chị ai có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm và lấy thuốc về cho người nhà hay là người thân họ hàng, hàng xóm của mình mà gặp phải cái tình trạng như bệnh tim như của bà đây thì có thể liên hệ để lấy thuốc để xem tình hình sức khỏe của bà như thế nào rồi mình sẽ tính sau các bác nhá. Đấy, còn một lần nữa thì cháu cũng thay mặt cho gia đình của chú Phúc xin gửi lời cảm ơn đến bác mà gửi thuốc cho mẹ của chú Phúc ấy. Đấy, là bác ấy gửi lên không lấy tiền. Đấy, thang thuốc đầu tiên này không lấy tiền đâu nhá. Vâng. Ừ. Còn là cái cây dây cỏ máu này thì chú sử dụng đun nước uống, uống thay nước lọc nhá. Vâng. Để bổ máu này, để giúp mình ăn ngon ngủ ngon tăng cân. Đấy, rất là tốt nhá. Vâng. Đấy, các bác ai có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm này mà ví dụ trong gia đình mà có con cháu hay là các bác mà gầy gò ốm yếu ăn không được ngủ không được thì có thể sử dụng cái cây này thì nó sẽ giúp mình cải thiện những cái căn bệnh đó các bác nhé. Đấy, bà thì đây các bác, bà thì bây giờ không thể đi lại được, chân thì phù lên, còn tay thì bà tay của bà cũng teo đi. Nãy cố gắng ở nãy để có người giá này hay là có rẻ chính là cái này như bà đấy đấy á, chính giá đấy tầm khoảng thứ 2 phút đấy đấy à này. Ừ. Đấy bài án này. Đấy cái đấy bài. Ừ. Chỗ đấy khám lại à, cái đấy chính giá đấy xây, đâu xây mình xin chính giá giá đấy xây á. Xây được một đâu được 1-2 ngày. À. Xong rồi đến bây giờ được 3-4 hôm thì được rồi. À. Thôi bữa nay nê đây nê, chả hâm nãy. Lên nấu đầy yếu nó. Tắt nấu đầy yếu nó. Bà bảo là cháu lấy thuốc về thì là uống được 3-4 hôm nay thì có hôm thì ngủ được, có hôm thì không thở được, cái này không ngủ được các bác ạ. Này, bây giờ bà thì chỉ hy vọng là sẽ có một cái phép màu nào đấy sử dụng thuốc mà gặp thuốc mà hiệu quả thôi. Cháu cũng không biết là sẽ phải giúp đỡ bà như nào để có các thuốc của các ông các bà gửi đến thì chỉ hy vọng là sẽ khỏi bệnh cho bà thôi. Đấy. Nhá chú nhá. Vâng. Đấy thì cố gắng chăm bà nhá. Và như vừa nãy cháu bảo ấy, cố gắng làm xong cái chuồng nữa để vâng. Tới này còn đi tiếp tục là đi triển khai cái ngôi nhà tiếp theo. Vâng. Đấy, ông biết không nãy? Đấy còn thưa cô bác là hôm nay thì cháu cũng trao phần quà đến cho gia đình của chú Phúc rồi. Thước phim của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Bây giờ có lẽ là cho cháu xin dừng ghi hình ở đây các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác.
Cháu chào các ông, các bà, các cô, các chú ạ. Cháu chào con, các bà. Cháu chào con, các bà.